người Nhật. Bây giờ mình sẽ đi ngang qua cái nhà hàng mà lát nữa mình sẽ vô mình ăn uống. Ở đây là cái khu đường chính của Sydney này các bạn. Ở đây có rất là nhiều ẩm thực của tất cả các quốc gia khác. Thì đúng cái khu này là khu chỉ dành về cho người Nhật thôi. Thì nó nằm ở ngay chỗ đường Chốt luôn, gần KFC. Các bạn nếu mà muốn thì cứ tới ngay chỗ khúc đường Chốt KFC ở Thao Hô. Thì các bạn sẽ vô thử những món ăn ẩm thực của người Nhật. Mình thấy có một cái nhà hàng Nhật rất là ngon, mình ăn rồi. Bây giờ mình đi ngang qua cái nhà hàng Nhật đó. Hôm nay mình sẽ ăn lại cái món Nhật mà mình thích của cái quán nhà hàng này cho các bạn xem. Ngay chỗ Thao Hô, ngay chỗ KFC đây nè. Các bạn quẹo trái chút xíu thôi. Đó, hồi nãy góc đó là ẩm thực của người Nhật. Một con ngõ đi vô và đi ngõ thứ nhì đi vô. Nó có 4 ngõ tất cả. Đây là một cái ngõ khác đây. Và cái nhà hàng này nó có 2 ngõ. Nó có ngõ đó, nó có ngõ này, với lại nó có ngõ này, muốn vô cái nào cũng được. Bây giờ là mình đang đứng trước cái nhà hàng mà mình muốn vô ăn nè. Cái này mình ăn rồi, mình thích lắm. Bây giờ mình sẽ quay lại cái bên trong và thức ăn của nhà hàng cho các bạn xem. Và lát nữa ăn xong thì mình sẽ đi một vòng khu ẩm thực Nhật để các bạn xem ẩm thực Nhật nó có cái gì ha. Đây là thức ăn bên trong của nhà hàng Nhật. Thì nó có món tôm hùm nè, xào chung cái đậu, nó có nấm, nó có một con vịt tiềm, nó gọi là vịt Bắc Kinh. Thông thường vịt Bắc Kinh người ta sẽ chặt nhỏ nhỏ từng miếng, cái này nó để cho mình tự gói, tự xé. Nó có bánh bao ăn chung với vịt. Nó có cá, còn đây là súp lẩu hải sản. Có 1-2 cái đuôi tôm. Nước sốt thông thường của nó là màu nâu nâu, còn cái này là của nó là màu giống như màu sữa, nhìn lạ hơn. Cái bình hoa của nó đẹp ghê chưa, to ơi là to luôn á. Trang trí của nó thật là đẹp. Đây là cách trang trí bên trong của nhà hàng Nhật. Nó có hoa trên tường, có những bức tranh rất là xinh xắn, lạ mắt. Bình hoa, mình thích cái bình hoa của nó lắm. Nó cắm 4 mặt luôn, mặt nào cũng đẹp nữa. Còn đây là thực đơn của nhà hàng Nhật. Trong tất cả các thức ăn và ẩm thực của thế giới thì mình thích nhất đó là ẩm thực Nhật Bản. Kế đến là ẩm thực Trung Hoa. Hồi xưa mình thích nhất là Trung Hoa, nhưng bây giờ thì mình thấy dùng Trung Hoa quá nhiều dầu mỡ, thì mình quay ra mình thích thức ăn của Nhật Bản hơn. Vì thức ăn của Nhật Bản nó ít nhiều món, đỡ ngán. Thứ nhất, thứ nhì nó cũng rất là ít dầu mỡ trong đó nữa. Đây là bánh bao. Trung bình một món sẽ 20 đồng đến 40 đồng cho một món các bạn gọi. Cái mùi vị của nó rất là đặc biệt các bạn ạ, nêm nếm của nó lạ lắm và ngon miệng nữa.
sườn nướng, mì xào với tôm, cơm chiên hải sản, đồ ăn tráng miệng. Và nó đang có một cái thực đơn special, đó là 568 đồng mà bây giờ chỉ còn 328 đồng, gần như là 50% được giảm đó các bạn. Cái này dành cho khoảng 5-6 người ăn, và nó sẽ có 7-9 món cho mình trong một cái thực đơn như thế. Đây là chiếc cửa nhà hàng. Mình nói là cái nhà hàng này nó có hai đường đi vào đó. Cái nồi súp nó đang sôi ủng ục lên rồi. Cái nước sốt của nó các bạn thấy nó khác không? Nó là màu sữa chứ không phải màu nâu bình thường, thường ngày mà mình hay ăn. Cho nên cái mùi vị nó sẽ khác một chút. Nó cũng rất là ngọt, nhưng mà ngọt của nó không có ngọt của vị nước mắm các bạn. Xong rồi mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng khu của người Nhật xem nó có gì nha. Nó có rất là nhiều những quán ăn nhỏ nhỏ nhỏ. Các bạn đi vô con đường hồi nãy thôi. Cái nhà hàng mình ăn thì nó nằm ngoài đường mặt tiền, còn này ở trong hẻm. Nó gọi là hẻm chứ nó cũng không phải là hẻm hóc gì đâu. Nó tập trung tất cả những đồ ăn Nhật ở trong này. Nó có bánh Doraemon nữa đó các bạn. Sushi chain, đồ ăn sushi chạy bằng băng. Chỗ này hiện tại nó sẽ cho giới hạn mỗi người ăn ít nhất 30 đồng. Trong một cái khu nhỏ như vậy mà có hai tiệm sushi lận các bạn. Và đây là một cái quán ăn của người Nhật tự chọn. Các bạn nhìn trên màn hình và bấm những món mình thích và tự trả tiền. Và ra bàn ngồi thì lát nữa sẽ có người mang đồ ăn ra cho các bạn. Khu phố bên trong cái đường hẻm hồi nãy mình chỉ nè. Có những nhà hàng Nhật khác. Đây là bánh Doraemon nè các bạn. Những ai yêu thích Doraemon, chuyện Doraemon, thì các bạn nhớ không, Doraemon nó rất là thích ăn cái bánh nướng này. Và đây là bánh nướng hiệu Doraemon của người Nhật đặc trưng đây các bạn. Trong cái khu này thì nó có rất là nhiều đồ ăn. Nó có hai tiệm sushi, một tiệm thì mình cứ bấm trên màn hình và mình gọi những thức ăn đó ra, và một cái là mình ngồi và nó chạy ngang qua thì mình lấy đồ ăn xuống. Và đây là tiệm Nhật. Tiệm Nhật này khi nó mới mở Sydney mình phải tới 1-2 nơi mới có thôi. Cả nước Sydney chỉ có 1-2 tiệm. Bây giờ thì nó có nhiều chi nhánh rồi. Tất cả những món hàng ở trong này nó sẽ có giá từ 2 đồng 80 sen đến 5 đồng là hết mức. Giá của nó rất là trung bình, nhưng mà tính ra một bịch kẹo của nó cũng mắc hơn những bịch kẹo bình thường. Bịch kẹo bình thường các bạn có thể mua 2 đồng là được rồi, đây là phải là 2 đồng 8. Nó chỉ có vài viên kẹo thôi. Nhưng mà ăn kẹo của nó mùi vị lạ lắm các bạn, nó không giống như kẹo mà ngọt liệm đâu nha. Đây là nhân hàng kẹo của nó đây. Có một lần mình yêu thích kẹo của nó đến mức là bọc nào mình cũng thử. Mình không phải là tín ngưỡng thích ăn ngọt, nhưng đối với những kẹo của người Nhật làm ra mình khó mà chối từ. Gian hàng trưng bày của người Nhật trong cái khu người Nhật đây này. Trong khu này có rất là nhiều ẩm thực, và chỉ có một gian hàng bán về bánh kẹo chuyên về nước Nhật thôi. Những món hàng của nó đặc biệt chỉ nhập từ nước Nhật qua chứ không nhập Trung Quốc. Người Nhật nó từ chối hàng Trung Quốc các bạn. Khi nó mang ra thế giới cũng vậy, nó cũng không nhận những
món hàng của nước khác, chỉ bán món hàng của chính hãng, chính nước của nó thôi. Đây những là món trà sữa. Các bạn hãy đi dòng một gian hàng bán bánh kẹo của người Nhật ha, tất cả những này là 2 đồng 80 sen một cái. Khi mình qua nước Nhật lần đầu tiên mình biết được những bánh kẹo của người Nhật á, mình gom vô cũng phải mấy ký mình mang về đấy các bạn. Lúc đó mình đi thì mình mới chỉ có 32 tuổi thôi, hay 30 tuổi gì đó. Cho nên lúc đấy nó chưa có gian hàng này ở bên đây. Ở thiên đường ẩm thực, mình đã đi vô ẩm thực của Nhật Bản rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi shop ngay ở Taho. Các bạn có thể đi shop những nơi như thế này rất là tiện lợi. Các bạn hãy ngắm đường phố của Sydney vào chiều ha. Hiện giờ ai cũng phải đeo mặt nạ, lần đầu tiên họ đeo như thế này trên nước Úc đó các bạn. Ở đây không có nhà đâu, chỉ có chung cư building và khách sạn và shop thôi các bạn. Khu trung tâm của Sydney là như vậy đây, không có nhà đâu. Các bạn sẽ không thấy một căn nhà lụp xụp nào, chỉ toàn là chung cư cao cấp hoặc là shop cao cấp. Rất là cao, khách sạn cũng rất là cao luôn. Điểm lại những món Nhật mình đã ăn qua. Đây là một cái nồi súp, nồi lẩu của người Nhật mình đã ăn qua rồi. Video của mình đến đây là hết rồi. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha.